có rất nhiều bạn bè, rất nhiều anh em của Phúc hỏi Phúc tại sao mà Phúc đã gần 40 rồi mà Phúc có thể giữ được một cái phong độ rất tốt để có thể đi lưu diễn thường xuyên khắp tất cả các nơi trên cả nước, rồi có thể tham gia vào đóng phim và thực hiện những cái pha hành động action mạnh mẽ như vậy. Thì hôm nay Phúc sẽ chia sẻ tới tất cả các anh em và tất cả những người bạn của Phúc một cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe Zaqua. Và những thành phần trong sản phẩm Zaqua này thì thành phần chính nó là được chiết xuất từ sâm maca, rồi nhung hưu nè, hào biển nè. Thì các bạn cũng biết là những cái nguyên liệu đó là những cái nguyên liệu rất là quý hiếm để bồi bổ cho sức khỏe của mình, để có một cái sinh lực thật tốt. Thì Phúc đã tin dùng sản phẩm và Phúc đã thường xuyên sử dụng Zaqua mỗi ngày để chăm sóc và tự bảo vệ cho sức khỏe của mình. Ngoài ra thì Zaqua nó còn có dạng viên đó, nó còn có dạng viên là Zaqua Plus và có Zaqua Platinum nữa, thì Phúc không có mang theo ở đây. Thì đó là những cái sản phẩm mà Phúc có thể là để ở nhà hoặc là để ở trên xe của mình để Phúc thường xuyên sử dụng, nó rất là tiện lợi, rất là an toàn. Vâng, và Phúc đã sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của Zaqua một thời gian thì Phúc cảm thấy rất là tốt cho sức khỏe của mình. Và Phúc biết là cũng có rất nhiều những bạn đồng nghiệp nghệ sĩ của Phúc cũng đã từng dùng sản phẩm Zaqua rồi. Và Phúc chia sẻ cái bí quyết này tới tất cả các bạn để các bạn có thể có được một cái sự lựa chọn đúng đắn cho những cái thực phẩm bảo vệ cho sức khỏe của mình.